Bây giờ cha muốn thấy các ứng viên kế tiếp của Thần Sam, các ứng viên mà sắp ra viện á. Cha xin mời cho cha gặp mặt các ứng viên. Thầy Thanh đó, các ứng viên ở gần đây. Xin mời các ứng viên ra đây. Xin mời các ứng viên như sau. Mời xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Tiền, mời bệnh nhân Phạm Văn Dũng, mời bệnh nhân Trần Văn Xuân và mời bệnh nhân Nguyễn Thị Hân. Ai nghe tên mình thì cứ việc ra đây lẹ lẹ nghe không? Xin mời tất cả những người có tên bước lên trên. Nhanh lên chút, nhanh lên. Tám giờ rồi, 8 giờ. Mình có 3 bệnh nhân thôi à? 4. À 4. Bây giờ con là Tiền đúng không? Con bị ung thư gì? Khối u trực tràng. Hôm nay con thấy sức khỏe thế nào? Rất tốt. Con là gì? Con ở tỉnh nào? Con ung thư gì? Con thấy sức khỏe thế nào? Con là gì? Con Trần Văn Xuân. Xuân, con quê đâu? Con ở Lâm Đồng. Con sức khỏe thế nào? Con tốt. Ung thư gì? Ung thư phổi. Giai đoạn mấy? Giai đoạn 3. Ớn vậy ta. Con là gì? Dạ, con là Nguyễn Thị Hân. Con ở đâu? Con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con ung thư gì? Con ung thư phổi. Giai đoạn mấy? Giai đoạn cuối. Hôm nay sức khỏe thế nào? Dạ, thưa cha con khỏe. Rồi, các thầy đã trình báo lên với cha thì chúng con đã được ứng cử viên cho tuần sau để ra viện. Thì trong tuần này hay ngày nào đó thì các thầy sẽ luân chuyển con đi lên, gửi hồ sơ lên Chợ Nẫy hoặc là đi lên Chợ Nẫy gì cha không cần biết, mà cuối tuần thì sẽ báo về kết quả cho cha. Nếu như chúng con đã hết thật sự mà bác sĩ ký quyết định thì cha sẽ cho chúng con ra viện. Còn hiện tại thì các thầy đã ứng cử viên chúng con là khả năng khỏi bệnh là 99%, nhưng để thi nữa mới được không? Này, chúng con đi thi đó. Máy móc chấm chúng con chứ các cha các thầy chỉ là những người dòm thôi, dòm tháng miệng chúng con nói thôi, nhưng phải cho chúng con đi thi. Mình lên trung tâm hòa hảo mình thi là công khai, chứ mình không có giấu giếm ai cả. Tại sao cha đưa chúng con lên hòa hảo mà không đưa bệnh viện khác? Bởi vì trung tâm hòa hảo là chuyên viên khám phá bệnh và trả hồ sơ, còn tất cả các bệnh viện khác chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, giữ lại hồ sơ, cho nên mình không có hồ sơ cầm trong tay. Con hiểu không? Đó, thành thử ra phải đưa chúng con lên trung tâm hòa hảo là như vậy. Thì cha nghe các thầy ứng viên 4 ca này thì cha hy vọng rằng 4 ca này tuần sau chúng con sẽ ra viện nhé. Xin chúc con lên đường đi khám bình an. Xin chúc con lên đường đi khám bình an. Chúc con lên đường đi khám bình an. Chúc con lên đường đi khám bình an. Chúc con ra đường này nhé. Đây là 4, đây là 5 bộ hồ sơ của 5 bệnh nhân mới vừa ra viện đúng không? Thầy Thanh, nghe cha nói này. Đây là 5 bộ hồ sơ của 5 bệnh nhân ra viện đúng không? Con đâu nói đứng đó vậy con? Chỗ này con né né đây đi, muốn quỳ đuổi à? Con đâu muốn gì? Giải quyết liền hả? Chuyện gì? Chỗ làm việc mà con đâu lu mua đây hả? Cha khó lắm à. Đây là 5 hồ sơ của 5 bệnh nhân vừa ra viện, phải không? Vậy thì chút nữa là 5 bệnh nhân sẽ quay trở lại lấy 5 hồ sơ này nha, để chúng ta gì, chúng ta đối chiếu với ông bà tổ tiên con cháu của mình để mình chứng minh rằng là mình đã hết bệnh nha. Cha làm việc là có căn cứ đàng hoàng, có thị thực đàng hoàng và có cơ sở khoa học, chứ không phải cha làm việc theo kiểu mù quáng nha. Ok, rồi bây giờ thầy Tâm chúng phải giao lại cho anh.